Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Phạm Đức Huy, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ tham gia thử thách ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Cây tre, chiếc hài, lồng ngỗng, thơ mỏ, quả táo. Câu số A. Đà Nẵng. Bóng đá rồi. Hai lần. Và như vậy thì tôi đã trả lời đúng 10 trên 10 câu hỏi của thử thách. Và xem ra thì tôi đã thông minh hơn học sinh lớp 5 đúng không ạ?